Đường Tam đối với Đường Khiếu không có ý phải giấu giếm, lúc trước Đường Khiếu cũng chỉ điểm về Hải Thần Đảo cho hắn. Vâng, cháu mới từ đảo Hải Thần trở về, đại bá sao người phải tự mình qua đây, cứ cho gọi cháu là được mà. Đường Khiếu cười ha ha, không phải là ta cao hứng vì người đã trở về sao, trở về là tốt, tốt rồi. Đường Tam nói, đại bá cháu lần này trở về là hy vọng có thể tế bái tổ phụ, cha cháu người cũng tới. Đường khiếu đang cười cưới nghe xong những lời này của đường tam Thân sắc nhất thời ngưng trọng bắt lấy bả vai của đường tam Người nói cái gì? Hạo đế, hắn cũng trở về cùng người Nét mặt của đường khiếu rõ ràng trở nên kích động Đứng nhìn đường tam vành mắt đỏ lên tâm tình kích động Đường tam nói đúng vậy đại bá Cha cháu lần này trở về hy vọng có thể nhận lại tổ tông tế bái tổ vũ Đường khiếu hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế tâm tình của mình. Tiểu Tam, ngươi còn nhớ rõ những yêu cầu của mấy vị trưởng lão năm đó chứ? Đường ta một gật đầu sẽ nói, cháu đương nhiên nhớ kỹ ba sự kiến, thứ nhất tù luyện đến cảnh giới hồn đấu la, thứ hai đặt được một cái hồn hoàn 10 vạn năm, thứ ba đánh chết một cá phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện. Đương khiêu nói, nói như vậy người đã, đương tao lần nữa gật đầu, tất nhiên đại bá, cha cháu còn đang chờ ngoài núi, đại bá có thể chịu kiến các vị trưởng lão được không, đại bá cũng biết cha cháu đã tự đoạn hai chi, cháu không muốn người phải chờ lâu. Đường khiêu bị đường tam làm trò chấn động, có chút ngỡ ngẩn bên cạnh đường lòng, đường hổ. Những người đường ngọc lại càng giật mình nhìn đường tam, mắt chữ A à, mồm chữ O. Theo lời nói của đường tam hiển nhiên hắn đã vượt qua cảnh giới hồn đấu la. Hắn mới bảo nhiều tuổi, 25-26 hồn đấu la có thể như vậy ư. Đường khiếu nhìn đường tám từ trên xuống dưới, hắn lại càng kinh ngạc phát hiện chính mình cũng nhìn không thấu được đứa cháu này trầm giọng nói. Tiểu tám, việc này không phải trò đùa, người cũng biết năm đó cha người đã mang tai họa như thế nào đến cho tông môn, chuyện này không thể đùa đâu, mới chưa đến 10 năm mà người nói đã hoàn thành ba sự kiện đó, chị băng cứ để ta đi gặp cha của người trước đã, đường tam nhíu máy. Đại bá năm đó thực sự xa cháu đã sai sao, coi như không có chuyện kia, liệu Võ hòn Điến có bỏ qua cho Hạo Thiên Tông chúng ta hay không? Điều khiếu sửng sốt nhất thời tức sận mắng. Tiểu Tam, người có biết người đang nói cái gì hay không? Tuy cha người đã là thần đại đệ của ta, nhưng ta cũng không thể bao che. Nếu như hắn không có đánh chết Sáo hoàng đời trước, liệu võ hồn điện có thể dễ dàng hướng chúng ta mà động võ không mọi chuyện đã được quyết định ra lệnh trục xuất trào của người chính là lệnh của tổ phụ người chuyện này hết sức trọng đại người bất quá cũng chỉ là đệ tử đời thứ ba nếu như nó như vậy với mấy trường lão e rằng người cũng sẽ bị im. đường tam hít sâu một hơi nhìn chăm chú vào đường khiếu sẽ nói Xin lỗi đại bá là cháu quá xúc động, có điều lúc đầu các trưởng lão ước định bà sự kiện, cháu quả thật đều đã làm được, vẫn phải phiền tỏa đại báo triệu tập các vị trưởng lão đi, bọn họ đã đáp ứng nếu như cháu có thể trong vòng 10 năm làm được bà sự kiện này, chẳng những để cho cháu tế bái tổ phụ, hơn nữa còn có thể cho cha cháu trở về tế bái. Dựa vào tinh thần lực lượng mênh mông, trên phương diện năng lực tinh thần hắn có áp đảo cả đại bá hắn, cường xả phong hào đấu la 97 cấp, hắn đã ghi nhận rất rõ ràng cảm giác kích động trên thành kia của đại bá hắn. Đường Tam cũng đã từng có ý hoài nghi đại bá. Dù sao phụ thân bị trục xuất khỏi tổng môn thì cũng là có lợi cho đại bá. Hơn nữa trước đấy đại bá cũng thường thích mẫu thân hắn, không ngoại trừ khả năng từ yêu biến thành hận. Tuy đường khiếu truyền thụ cho hắn hạo thiên kiều tuyệt, nhưng hắn vẫn có một chút ít cảnh sát. Nhưng lần này trở về, ý nghĩa của hắn cũng đã thay đổi. Mỗi người có thể xả bộ thực lực, xả bộ thái độ nhưng tinh thần ba động lại không thể xả bộ. Đường Tam dù khó có khả năng nhìn thấu được nội tâm của đại bá hắn, nhưng khi cảm nhận được tinh thần bà đống cổ đại bá khi nghe mình nhắc đến phụ thân hắn lại cảm giác được là cảm tình này thái độ này là vô cùng chân thật tuy mang tình cảm vô cùng sâu sắc với phụ thân nhưng lại vì mấy vị trưởng lão cũng như chúng đại tứ mà không thể đi gặp thần đệ đường tam hoàn toàn có thể nhìn thấy tâm tình lúc này của đường khiếu cảm giác nghi kỵ lúc này đã không còn sót lại chút gì đường khiếu trầm ngầm một lát mới gật đầu đã như vậy tốt lắm đường long có Đường Long vội vã cùng kính đáp. Đường Khiêu nói, chuyên lệnh tôn chủ triệu tập lâm vị trưởng lão tới phòng khách nghị sự. Dạ. Đường Long đáp sởi vội vã xoay người bước đi, ánh mắt còn liếc qua đường Tam, trong đó mang theo vài phần kính nể. Mặc dù chưa được nói chuyện với đường Tam về chuyện đường Tam đã tới trên 80 cấp, tuy sật mình nhưng hắn tin tưởng đường Tam tuyệt đối không đem chuyện này ra làm trò đùa không lâu sau năm người nổi đuôi nhau tiến vào nhị trưởng lão đi đâu thất trưởng lão đi cuối bọn họ nhìn thấy đường tam không khỏi toát lên vẻ ngạc nhiên hiển nhiên việc đường khiếu chưa tập bọn họ nhất định là có liên quan tới đường tam bốn vị trưởng lão đi tới bên trong thì đều ngồi xuống hàng ghế phía trước duy chỉ có thất trưởng lão người trước đây đã giao thủ với đường tam là trực tiếp đi tới trước tiêu tướng người đã trở về thế nào ba chuyện kia làm đến đâu rồi người cũng đi mấy năm rồi đừng có làm mất mặt hạo thiên thông chúng ta đó phải cố gắng ngay lúc này thì đường tam lại nói ra một câu sung trời truyền đất làm cho cả đường khiếu lần nữa những người còn lại trong nghị sự phòng đều sưng sốt hạo thiên tông còn có mặt mũi sao Ngươi nói cái gì? Thất trưởng lão ngay trước mặt của đường tam giận dữ, hướng mặt đường tam mà đánh vào một phát. Hai thân tam số so kích trong tay của đường tam nhẹ nhàng chuyển động, chặn lại bàn tay đang đến của thất trưởng lão. Binh một tiếng, đường tam không mảy may suy chuyển, còn thất trưởng lão bị chấn ngược trở về phía sau. May mà hắn cũng không có dùng nhiều lực, lui về phía sau vài bước là ổn định lại cơ thể. Tiểu tam, ngươi nói bậy bạ gì đó? Đường khiếu tiến lại trước mặt của đường tam Mặc dù nhìn qua có vẻ là đang chất vấn đường tam Nhưng sự thật thì lại chắn giữa mấy vị trưởng lão và đường tam Lúc này bốn vị trưởng lão đều đã nhìn lại Nhị trưởng lão đứng đầu trọn tròn mắt nhìn đường tam Đường tam sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói Cháu không có nói quang Cháu nói là sự thật ở thế giới hồn sư bên ngoài, bây giờ còn có bao nhiêu người biết đến Hạo Thiên Tông chúng ta? Nhắc tới Hạo Thiên Tông, bọn họ đánh giá như thế nào chỉ có bốn chữ, con rùa ruột cố Hạo Thiên Tông thật sự đúng là có thể diện sao? Đủ rồi, đường khiếu gầm lên một tiếng, một cái tát lên mặt của đường tam. Lần này đường tam lại không có né tránh, cũng không có vận lực chống lại, cứng rắn chịu một cái tát của đường khiếu. Trong qua một cái tát này của đường khiếu chỉ là dùng sức một chút, lại dưới sức năng của hải thần tam sau kích. Đường Tam cũng không có bị đánh bay xa Hơn nữa tuy nhìn có vẻ thịnh nộ Nhưng một tát này của đường khiếu nhiều nhất Cũng chỉ mang một thành hồn lực Một tia máu dỉ ra khóe miệng của đường Tam Hắn cũng không có lau đi Đưa ba ngón tay hướng về mấy vị trưởng lão Hôm nay chào tới đây là có ba việc quan trọng Thứ nhất chính là chứng minh cháu đã hoàn thành bà sự kiện này mấy vị đã đưa ra. Thứ hai cháu cùng phụ thân đi tế bái tổ phụ. Trên thứ ba cũng vì cha của cháu. Lúc trước kia cha của ta không có gì làm sai cá Đồng thời cháu muốn lấy lại hai khối hồn cốt kia của cha cháu. Làm can. Nhị trường lão xưa này vốn ôn nhu cũng bạo nổ, hơi thở ủy áp sắc bén từ người hắn nộ ra. Dưới đường tam toàn diện áp chế nhưng hắn lại vô cùng kinh ngạc trước áp lực của mình mà đường tam đứng đó như không hề có gì vậy. Đường Tam, ngươi coi đây là đâu? người có từ cách gì cùng với chúng ta nói chuyện như vậy? Lão thất bắt lấy hắn. Tông chủ, người cũng thấy thái độ của hắn rồi đó. Ta muốn trước tiên hỏi tội bất kính của hắn. Thất trường lao quản lên một tiếng. Hắc quang lưu động, hạo thiên trì chợt phóng thích ra. Đường khéo vội vã ngăn cản trước hai phía quát. Đừng vội động thủ đường tam Sở nhiều cũng không cảm kích cười lạnh một tiếng muốn động thủ sao tốt lắm chúng ta ra bên ngoài vừa nói mũi chân ấn xuống mặt đất trong tay vẫn cầm hải thần tam sao tích lộ một cái đã xa khỏi nghị sự đường đường khiếu trong lòng khẩn trương tiểu tam người Hắn còn chưa ở rất lời, thất trưởng lão đã tung người đuổi theo, bất đắc sĩ đường khiếu cũng chỉ có thể lao theo sau ngoài. Bốn phi trưởng lão mặt lộ ra hàn quảng cũng theo sát phía sau. Đường tam ra khỏi phòng khách, vài bước chân đã xa tới đỉnh núi bằng phẳng phía trước tông môn. Thất trưởng lão cũng rất nhanh, trong chớp mắt đã đuổi theo đến nơi. Tiêu tứ, hôm nay người uống lộn thuốc rồi. Thất trưởng lão thực giận quát, Đối với vị thất trưởng lão này, đường tam vốn có mấy phần hào cám, nhưng hôm nay vì thanh danh của phụ thân hắn tự nhiên sẽ không lùi bước chậm giọng nói. Thất trưởng lão, cháu kính trọng ngài là trưởng lão, nếu như ngài vẫn cố ý động thủ đường trách vạn bối không khách khí, Thất trưởng lão giận quá thành cười lớn. Hảo, hào tiểu tử, để ta xem ngươi như đối với ta không khách khí là như thế nào. Mấy năm trước hắn bại bởi đường Tam, mặc dù chỉ dùng bốn thanh hồn lực, nhưng hắn cũng vẫn không phục. Khi đó đường Tam bất quá mới chỉ là một gã hồn vương. Nhưng lúc này, vỗ lên trên cây tam so kích của hắn bàn tay bây giờ vẫn cảm thấy đau, lại dưới cần giận dữ. Hảo thiên chỉ không hề lưu thủ, khi thế mạnh mẽ hướng đến đầu của đường Tam đánh tới. Đường Tam cũng không phóng thích ra võ hồn, đối mặt với thất trưởng lão đích hạo thiên thiên trì. hắn hơi lùi về phía sau nửa bước hai tay cầm hải thần tam sơ kích lấy cán kích hướng về phía trước nghênh đón hét lớn một tiếng mở đường tam cũng không có phóng thích xà võ hồn đến mặt với hạo thiên truy cổ thất trưởng lão hắn lùi về phía sau nửa bước hai tay nắm chặt hải thần tam sơ kích lấy cán hướng lên trên phía trên nghênh đón hét lên một tiếng chấn ngay lúc chùy và kích chạm nhau cũng là lúc khiếu thiên đấu là đường khiếu cùng bốn vị trưởng lão được kịp đến nơi. Thời khắc này, mắt thấy thất trưởng lão kiều hoàn lóng lánh trên người, hạ thiên trì như thái sơn áp đỉnh nhắm vào đầu của đường tam. Lúc này còn chưa có phóng thích rào võ hồn mà đập tới. Đường khiếu không khỏi hoảng sợ, nhưng lúc này có muốn cứu cũng đã muộn rồi. Hắn thống khổ nhắm hai mắt lại, đến mặt với cùng kích như vậy của cường giả phong hào đấu la, lại còn chưa có phóng thích rào võ hồn. Đường kiếu quả thật không dám nghĩ đến kết quả nào khác nữa. Uinh một tiếng, tiếng nổ đình tài nhiếc óc vàng vòng khắp dãy núi, tiếng kinh hô của đường khiếu cũng vang lên, theo tiềm thức đường khiếu mở hai mắt ra, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây cả người. Đường Tam vẫn như trước đứng ở nơi đó cũng không có bị đập bè thành thịt vụn như trong tưởng tượng của hắn. Thân thể của thất trưởng lão lại bị bắn ngược lên, kịch liệt quân lấy vòng trên không trung mới rơi xuống rơi rơi xa. Khi đã đứng lên trên mặt đất, vẫn tiếp tục lùi về phía sau vài bước mới miễn cưỡng đứng vững được thân hình. Song trưởng của hắn rõ ràng vẫn còn run rẩy. Cả đỉnh núi lạnh ngắt như tờ, chỉ có âm thanh nổ vang quanh quần tại quần sơn. Ai có thể nghĩ đến sẽ là như thế này? Đường Tam đứng ngạo nghễ trên ngọn núi cầm trong tay hải thần tam do kích đầy vẻ coi thường thiên hãm như trường lão và bốn vị trường lão khác đều mở to mắt nhìn bọn họ căn bản không thể tin đây là sự thật cứ việc một kích lúc trước của thất trường lão tuy cũng không có sử dụng bất cứ hồn kỹ gì nhưng hắn là phong hào đấu la sức nặng của hạ thiên chỉ ít nhất cũng vượt qua năm nghìn cân cứ như thế vận lực oanh kích uy thế của nó có thể tưởng tượng ra được vừa là từ trên hướng về phía dưới bản thân đã chiếm được yếu thế rất lớn nhưng đường tam lại cứ như vậy chặn lại cùng kích của hắn vẫn không nhân nhượng đem thất trưởng lao đẩy lui đương nhiên điểm này là bọn hắn không thể là giải thích được là đường tam nhiều vậy cũng không có phóng xuất xa võ hồn của bản thân đường tam dưỡng thẳng hai thần tam sao kích lên nặng nề đặt trên mặt đất một cái nhất thời tiếng ầm ấm, ấm lại lần nữa vang lên cả tòa pháo đài hạo thiên tông đều kịch liệt run rẩy từng đạo vết nứt thật lớn từ giữa chân của đường tam hướng ra phía ngoài lan tràn ra cho dù là đường khiếu mạnh như vậy cũng cảm giác được dưới chân hơi sung sung Đường tam sở sĩ có thể không phóng thích ra võ hồn cũng có thể ngăn cản một cách này. Cố nhiên là bởi vì hải thần tam sơ kích, nhưng đồng dạng cũng là bởi vì thân thể hắn lúc này đã đạt tới một giới hạn cực kỳ kinh khủng. Sau khi đạt được hồn hoàn, hồn cốt của hai đại hồn thú thái thản cựu viên của mới thiên thành nhiều mãng, bất luận là lực lượng hay là thuộc tính tinh thần thân thể, đường tạm cũng có thể nói là tăng lên tới trình độ cực kỳ kinh khủng. Từ lúc xa xẻ mặt ngoài biến thành kim sắc, thân thể của hắn cũng đã không hoàn toàn thuộc về cấp độ thân thể của loài người. Bởi như vậy, tuy thất trưởng lão thực lực cường đại, nhưng khi thật sự không dùng hồn kỹ, đừng nghĩ đến chuyện làm thương tổn đến đường tam, hiện tại ta có từ cách của với các vị trưởng lão nói chuyện chứ, đường tam thản nhiên nói ra, như trưởng lão lạnh lùng nói đường tam ngươi trở về tông môn chính là để hướng về tông môn khiêu khích sao tuy ngươi có chút thực lực nhưng lại chẳng tôn trọng trưởng bối hướng tông môn thị úy đây là tội gì đường tam lạnh đạm nói ta không có không coi trọng trường bối cũng không có thị uy với các vị ta chỉ muốn đỏ lại một chút công đạo cho phụ thân việc vừa rồi là do mấy vị động thủ trước ta chỉ tự vệ mà thôi Tốt, đường tam, ta cũng muốn biết xem người tu luyện tới trình độ nào. Thất trưởng lão lần nữa bị đẩy lùi, không khỏi khí nổ công tâm. Có điều trải qua lần va chạm này, hắn cũng nhận thức đầy đủ được sự lợi hại của đường tam, nhất là cây tam sáu kích trong tay của hắn. Hắc quang lưu động trong tay hạ thiên trì chợt tăng lớn, hai tay đều có trí, đã phân biệt dùng cả ra hai cái kỹ năng. Hai thanh hạo thiên trì võ hồn chân thân phân biệt cầm ở trên hai tay, mắt lộ tinh quang muốn lần thứ hai động thủ. Đến lúc này thì đường khiếu cũng không còn cách nào tiếp tục ngăn cản mấy Trường lão, đường Tam biểu hiện là quá kiêu ngạo, lúc này âm thanh va chạm lúc vừa rồi, cùng với sự xung động của cả tông môn so đường Tam gây ra đã kích động đến cả tông môn. Đại lực đệ tử Hạo Thiên Tông rất nhanh từ trong tông môn tuôn ra, đứng phía sau ở các trường lão, kích ngạc nhìn hoành kích ở trên ngọn núi của đường Tam. Chờ một chút, đường Tam hét lớn một tiếng ngăn cản hành động của thất trường lão, nhị trường lão trầm giọng nói, ngươi còn muốn nói gì? Đường Tam lạnh nhạt nói, các vị trưởng lão nói như vậy đã đem ta trở thành phần tử nổi loạn của tông môn rồi. Nếu như trận chiến này ta thắng, ta hy vọng các vị trưởng lão cùng với các vị tộc nhân này có thể nghe ta giải thích một chút về chuyện vụ thần gia ngày trước. Như trưởng lão cả dặn nói, kể cả người có đánh bại lão thất người cũng không có tư cách này. Lão thất bắt lấy hắn còn muốn ta lặp lại lần thứ ba sao. Thất trưởng lão lúc này trong lòng cũng rất là nổi sân, bị một người mới hơn 20 tuổi đe từ đời thứ ba trước sau bức lùi hai lần. Tổn thương mặt mũi cũng đã là hắn không tiếp nhận nổi, gầm lên một tiếng tay trái cầm hạo thiên trì, chân thân đã hướng về phía đường tham tới đường tam nhiều trước không có ý tứ phóng thích ra võ hồn tay phải nắm hải thần tam sơ kích đột nhiên tiến lên trước một bước tay trái nắm quyền hướng thẳng đến hạo thiên chân thần đánh bay đến mà đấm một đoàn quang màng kim sắc tại trong quyền trái của hắn ngừng tụ xung quanh vùng ánh sáng màu vàng không khí giống như hình thành một vùng xoáy vặn vẹo thật lớn giống như không khí đã bị quang màng kinh khủng này đè nén mỗi người đều cảm giác được không khí chung quanh mình trở lên trên ngừng trọng đè nén sau một khắc quyền trái của đường tam đã không nhận nhượng đón nhận hạo thiên

một cô ánh sáng màu vàng thật lớn từ đường tam ở ẩm phóng xa cùng hạo thiên chân thân và chạm ở cùng một chỗ so với lúc trước chỉ kinh tường giáo thì càng thêm mãnh liệt tiếng oanh minh lần nữa bạo vàng chỉ thấy thất trưởng lão trên mặt thất sắc biến đổi một thanh hạ thiên trùy chân thân khác trong tay cũng đã bay xa song chủy hợp nhất phun ra hai cố quang mang màu đen kinh khủng lúc này mới miễn cưỡng chống đỡ đường trụ ánh sáng nặng nề tựa thái sơn của đường tam có điều quang mang màu vàng kia vẫn không ngừng ép sát lại từng bước để thất trưởng lão lui về phía sau cũng không biết là bởi vì nổi giận hay là bởi vì trực tiếp thừa nhận áp lực quá mặt của thất trưởng lão đã dần dần biến thành màu tím hồng mặt khác bốn vị trưởng lão nhất thời trở lên trên càng thêm khó coi môn nhân hạo thiên tông cũng nhìn đến trận mắt há hốc mồm rất hiển nhiên thì đường tam không có sử dụng năng lực của võ hồn cũng như hồn hoàn đây là chỉ là kỹ năng thuộc về hồn cốt nhưng mà vẻn vẹn chỉ bằng vào một cái hồn cốt kỹ năng mà có thể ngăn cản được hải võ hồn chân thân của thất trưởng lão đây là thực lực khủng bố cỡ nào Vân Áp bức Thất Trưởng lão lười tiền tiếp bà thước, tay trái của Đường Tam mạnh mẽ nhấc lên, hai đạo hạo thiên truyền thần nương tự theo ánh sáng màu vàng trong tay của đường tam phát ra mà bay thẳng lên trời. Một tiếng nổ đùng vang lên trên trong không trung, hai đạo võ hồn truyền thần dĩ nhiên đều mất đi quang mang rơi xuống. Thất trưởng lão cuống quyết triệu hồi, lúc này mới không để hạo thiên chủy trên thân bị phá vỡ. Cũng không phải nói hạo thiên chủy yếu ớt, mà là Đường Tam phát ra công kích quá mạnh mẽ. Hồn cốt tay trái của Đường Tam chính là của thái thản cựu viên giao cho, tên là thái thần cự viên hồn cốt cánh tay trái khu hồn cốt này mang đến cho hắn hai đại kỹ năng trong đó một cái là trọng lực khống chế một cái chính là thái thần khung thường phá mà đường tam vừa thi chiến thái thần khung thường phá lợi dụng trọng lực khống chế trong nháy mắt đem không khí đè nén thành năng lượng kinh khủng giúp cho thái thần cựu viên toàn lực phát động công kích uy lực mạnh Đủ để so sánh với đại kỷ hồn kỹ bình thường của phong hào đấu la, đường tam sao tay đã là hạ thủ liều tính, tay trái phát ra một kích cuối cùng lại là cho bạo phát lên trên không, nếu không thất trưởng lao tuyệt đối không chỉ là lùi ra phía sau 30 thước đơn giản như vậy ba lần đánh lùi thất trưởng lão còn không có vận dụng võ hốn lần này thì thất trưởng lão chưa bỏ phẫn nộ ở ngoài trong lòng không khỏi dâng lên trên một trận sợ hãi thực lực này của đường tam hắn đã không thể nào giải thích tại sao mạnh như vậy đường tam nhìn phía đường khiếu cùng nhị trưởng lão thản nhiên nói đánh bại thất trưởng lão quả thật không thể đại biểu cho cái gì cho nên ta hy vọng khiêu chiến toàn bộ năm vị trưởng lão nếu như ta có thể đánh bại các người như vậy ta hẳn là đã có tư cách nói chuyện chứ tiểu tam cho dù là đường khiếu nghe xong đường tam nói câu này, không khỏi kinh hồ lên tiếng, lấy sức một người khiêu chiến hạo thiên tông ngũ đại trưởng lão, dù là hắn cường giả mạnh nhất của hạo thiên tông hiện tại, cũng tuyệt đối không có nắm chắc cái này. Tuy năm vị trưởng lão đạt tới phong hào đấu la khi đã lớn tuổi, đã được hồn hoàn cũng đều không phải hết sức cường đại, nhưng bọn hắn dù sao cũng là phong hào đấu la, càng không chi bọn họ có võ hồn đều là hạo thiên trì Đường tam nói câu này thật sự quá kiêu ngạo, quả thực chính là coi rẻ ngũ đại trưởng lão một cách trắng trợn mắt thấy mấy vị trưởng lão tức đến mặt trắng bạch ra không còn chút máu đường tam làm như vậy đương nhiên là có mục đích hắn cho tới bây giờ được không lỗ máng bao giờ sợ dĩ không có xuất xa ngay tín vật của cụ cố sao cho là bởi vì hắn biết bản thân cho dù là có tín vật này nhưng không nếu có đủ thực lực đám trưởng lão này liệu có nghe mình liệu có trả lại phụ thân hai khối hồn cốt điều đó đương nhiên khó có khả năng đại bá mặc dù bảo hộ cho mình nhưng từ trước đến giờ hắn cũng cho rằng lúc đó phụ thân làm sai ở dưới loại tình huống này được Tam không thể nào không dùng phương thức này để tiến hành. Hồn sơ giới luôn luôn lấy thực lực làm đầu. Đường Tam chính là muốn bằng vào thực lực của chính mình khuất phục tất cả tổng môn đại tử, thậm chí bao gồm cả đại bá Đường khiếu, Chỉ có như vậy, lời nói của hắn mới có thể làm cho người khác tin phục, mới thật sự có cơ hội lấy lại chính danh cho phụ thân. Mặc dù chuyện như vậy là có một chút cường quyền, bạo lực nhưng cũng đồng dạng là tiết kiệm thời gian nhất. Đường Tam cho tới bây giờ cũng không chuẩn bị để cho phụ thân ở lại Hạo Thiên Tông, cũng không có quá trông cậy vào quá Hạo Thiên Tông có thể giúp mình chống lại phó Hòn Đế quốc trong tương lai. Bởi vậy, hắn chính là muốn lấy thủ đoạn lô đỉnh vạn quân này để đạt tới mục đích của mình. Nhi trưởng lão chậm rãi đi xa, mặt khác bà gã trưởng lão đi theo phía sau hắn. Bọn họ mỗi một bước đi tới đều có vẻ đặc biệt ngưng trọng. Đồng thời những cái hồn hoàn trên người của bọn họ nối tiếp được phóng xuất xa. Đường tam khiêu chiến quyền quyết, mặt mũi của bọn họ tự nhiên lấy năm chiêu chiến một, tuyệt đối không quang vinh gì. Nhưng từ cách mà đường tam ứng đối với thất trưởng lão, đơn đả độc đấu với đường tam bọn họ sợ rằng thật sự không phải được đối thủ của người trẻ tuổi này. Ngay lúc này tâm tình của mấy vị trưởng lão cũng đã hết sức phức tạp, không chỉ là đường tam kích thích bọn họ phẫn nộ còn giật mình, cũng vô cùng tức giận. Năm năm nay bọn họ mặc dù không biết đường tam xảy ra những chuyện gì, nhưng rõ ràng cảm giác được nhi tiểu của đường hạo lúc này đã hoàn toàn tha thải hoàn cốt so với năm năm trước. Thất trưởng lão cũng trở về trong đội ngũ các trưởng lão. Đi ở phía cuối cùng, sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng ánh mắt của hắn lại hết sức ngưng trọng. Một trận chiến này đối với năm vị trưởng lão mà nó là cửa ải quan trọng nhất, mặc dù bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể thất bại, kể cả có thắng đi chăng nữa cũng tuyệt đối không quang vinh chút nào. Đường Tam có can đảm khiêu chiến bọn họ, xử lý Đường Tam cũng là một việc đương nhiên phải làm dù hơi khó khăn. Dù sao thì hắn có được thực lực như thế này, đối với tông môn mà nó là chuyện hết sức quan trọng phi phàm. Đối mặt với áp lực của mấy vị trưởng lão đồng thời tiến lên, sắc mặt của đường tàm cũng trở lên trên ngừng trọng hẳn lên. Mặc dù lần này hắn đối mặt chỉ là 5 gã phong hào đố la, thế nhưng mà hắn hiểu được trận chiến này tuyệt đối sẽ không dễ dàng hơn so với chuyện lần trước đối mặt với bị bị đồng cùng 6 tên phong hào đố la. Dựa vào võ hồn hạ thiên trì của tông môn, thực lực của mấy vị trưởng lão trước mặt này tuyệt đối mạnh hơn 6 gã phong hào đố la ngày đó bị bị đồng mang theo. Hơn nữa để cứu viện hai vị xâm lâm chi vương, bọn họ chỉ cần bỏ chạy là được rồi. Mà hôm nay là phải đánh